Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Fivemix. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm tới thông tin về file cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây thành phần sephisim dạng bào chế viên nén bao phim công dụng những khuẩn đường tiết niệu không biến chứng do các vi khuẩn nhạy cảm bệnh lậu không biến chứng một số trường hợp viêm thận bể thận và những khuẩn đường tiết niệu có biến chứng nhưng kết quả điều trị kém hơn so với các trường hợp nhiễm khuẩn đường tiết niệu không biến chứng. Viêm tai giữa, viêm họng và amidan. Viêm phế quản cấp và mãn tính. Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng thể nhẹ và vừa. Bệnh thương hàn, bệnh lị. Chống chỉ định. Bệnh nhân quá mẫn cảm với thành phần của thuốc. Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi. Liều dùng Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, 400mg mỗi ngày. Viêm nhiễm khuẩn đường niệu do lậu cầu, uống liều duy nhất 400mg hoặc 200mg, dùng 2 lần mỗi ngày. Trẻ em 6 tháng đến 12 tuổi, 8mg trên 1kg một lần mỗi ngày hoặc 4mg trên 1kg, dùng 2 lần mỗi ngày. Đối với bệnh nhân suy thận, cần điều chỉnh liều cho phù hợp. Thời gian điều trị thông thường từ 5 đến 10 ngày. Lưu ý đặc biệt, tiền sử bệnh đường tiêu hóa và viêm đại tràng, nhất là khi dùng kéo dài, vì có thể có nguy cơ làm phát triển quá mức các vi khuẩn kháng thuốc. Ở người bệnh suy thận, cần phải giảm liều và số lần dùng thuốc. Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, chưa có dữ liệu về độ an toàn và hiệu lực của thuốc. Đối với người cao tuổi, không cần điều chỉnh liều, trừ khi có suy giảm chức năng thận. Tác dụng phụ Các tác dụng không mong muốn thường thoáng qua, mức độ nhẹ và vừa thường gặp rối loạn tiêu hóa, đau đầu, chóng mặt, bồn chồn, mất ngủ, mệt mỏi, ban đỏ, mày đay, sốt do thuốc. Rối loạn tiêu hóa thường xảy ra ngay trong 1 đến 2 ngày đầu điều trị và đáp ứng với các thuốc điều trị triệu chứng, hiếm khi phải ngừng thuốc. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Phụ nữ có thai chỉ sử dụng khi thật cần thiết vì chưa có dữ liệu đầy đủ nghiên cứu về sử dụng thuốc ở phụ nữ mang thai trong lúc chuyển dạ và sinh. Phụ nữ cho con bú nên sử dụng một cách thận trọng, có thể tạm ngừng cho con bú trong thời gian dùng thuốc vì chưa có khẳng định chắc chắn thuốc có được phân bố vào sữa hay không. Nhà sản xuất Công ty cổ phần US Pharma USA Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Fice Mix, đồng thời biết cách sử dụng Fice Mix sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.